Chào các anh chị đã đến trên kênh YouTube của Khương ha. Hôm nay Khương giới thiệu loa sản phẩm cho các anh chị, một cái loa âm thanh rất là chuẩn và hát mini, mình đem đi bất kỳ nơi nào mình hát cũng âm thanh nó rất là tuyệt vời. Mã sản phẩm lần này Khương giới thiệu là SD501. Đây, SD501. Mẫu mã của nó đây, và sản phẩm này là màu đỏ nha các anh chị. Sản phẩm nó đi kèm đây một lo, một dây quải, một dây cáp sạc cho lo, và một cộng cáp USB 2 đầu 3.5. Có nghĩa là hai đầu này mình không xài Bluetooth đó, mình găm trực tiếp vào lo mình xài. Cái này thì Khương xài Bluetooth rồi, mình không cần cắm. Đây là micro theo không dây. Và cấu tạo của micro đây, on off, mở nguồn ha, tắt nguồn ha. DC 5V sạc đây. Mình lấy cọng cáp để mình sạc cho cục sạc iPhone. Nếu ở nhà mình có cục sạc Samsung thì sạc chung luôn. Chịu mode đây là cái chế độ hát Bluetooth, hát dây và FM. Đây là khe USB, khe thẻ nhớ, ngõ ra. Và đây một có một lỗ cắm mic dây nữa đây. Có nghĩa là chúng ta hát xong ca, cắm mic dây. Tiếp theo đây, chế độ giọng, ghi âm, xả bài, chuyển bài, đầy đủ ha. Tiếp theo Khương sẽ test nhạc của mic. Đây là âm lượng nha các anh chị. Thì Khương đang chỉnh chỉnh bớt lại ha. 10 1. Cứ hát thử luôn ha. Cao cơ em cứ theo người. Mở nguồn lên. Hello, 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 hello. Bát nhạc. Nhìn xa nhau để không u sầu, đường đời vắng nếu mai sau thấy em u sầu vì anh nghèo, chẳng làm em vui mà cuộc đời. Rất là đơn giản các anh chị. Rất là gọn không à. Có chỗ dắt micro hết. Có dây quải luôn nghe các anh chị. Không dây mình quải bên bên nè. Cảm ơn các chị đã theo dõi clip loa SD501. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Mỗi chi tiết liên hệ Facebook của Khương và số điện thoại của Khương ạ.